Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ một bí quyết cực hay để giúp vườn hoa nhà bạn bừng sáng rực rỡ chỉ trong tích tắc nhé. Đó chính là sản phẩm siêu chân đột 1152. Vậy siêu chân đột 1152 là gì nhỉ? Đây là một sản phẩm đặc biệt dành riêng cho cây cảnh, nhất là các loại cây hoa. Với công thức độc đáo, sản phẩm này sẽ giúp cây phát triển cực mạnh, nhanh chóng ra nữ và giúp hoa nở rộ lâu hơn. Làm thế nào để sử dụng siêu chân đột 1152 hiệu quả đây? Rất đơn giản thôi. Bạn chỉ cần lấy một lượng nhỏ, khoảng 5ml, rồi pha loãng với 1 lít nước. Sau đó, tưới đều vào gốc cây, mỗi tuần một lần là được. Cách này sẽ giúp cây hấp thụ dưỡng chất nhanh chóng và hiệu quả nhất. Sử dụng siêu chân đột 1152 không chỉ giúp cây ra nữ nhanh đâu nhé. Sản phẩm này còn giúp cây khỏe hơn, tăng sức đề kháng để chống chọi với sâu bệnh, đồng thời cải thiện chất lượng đất nữa đấy. Nhờ vậy, cây cối nhà bạn sẽ luôn khỏe mạnh và phát triển tốt. Hơn nữa, siêu chân đột 1152 còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức chăm sóc nữa. Bạn sẽ không còn phải lo cây không ra hoa đúng mùa hay hoa không đẹp như ý. Với sản phẩm này, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Để tìm hiểu thêm thông tin và mua sản phẩm, các bạn hãy truy cập vào website dedaplant.vn nhé. Hãy thử trải nghiệm siêu chân đột 1152 và cảm nhận sự khác biệt cho khu vườn của riêng mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem thêm nhiều bí quyết làm vườn thú vị khác nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.